các bạn đã quay trở lại với chuyên mục nhà đẹp của Mark Home. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục là một mẫu nhà mái thái một tầng được Mark Home thiết kế với thi công chặn gói cho gia đình nhà anh Tuấn ở Bắc Cạn. Và chi tiết ngôi nhà, tôi xin được giới thiệu qua với Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế và thi công chọn gói hàng đầu Việt Nam. Hiện tại, Mark Home có 9 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công chọn gói, vui lòng liên hệ với chúng tôi có hotline để nhận được tư vấn sớm nhất. Các bạn, mẫu nhà mái thái một tầng nổi bật với màu sơn trắng tinh khôi, kết hợp xây dựng nhạc tinh tế cùng hệ thống sân vườn cây xanh tươi mát khiến ai ngắm nhìn cũng đôi chút xao động. Ngôi nhà mái thái một tầng được thiết kế với diện tích lớn lên tới 216,5m2, to lên được vẻ sang trọng, đồ sộ, trẻ trung tươi mới với công năng diện tích thông minh mà lại mang lại cuộc sống thoải mái cho các thành viên trong gia đình. Mặt tiền bề thế được thiết kế với hai hệ cầu thang dẫn lên sảnh chính vào nhà, bậc cầu thang vươn rộng đón khách quý cùng tài lộc vào nhà. Không gian sảnh mái thái khi thi công biệt thự tên cổ điển được đảm bảo với giá trị và tính thẩm mỹ cho kiến trúc ngoại thất của ngôi nhà. Không gian sảnh chính với hệ cột vuông vức vững chãi được đặt tại đây nên tạo được sự bề thế chắc chắn cho công trình biệt thự một tầng này. Chân tường cao ráo được ốp gạch giả đá màu ghi, kiên cố bảo vệ móng nhà khỏi mưa lở, côn trùng gây xói mòn ảnh hưởng tới chất lượng công trình. Bên cạnh đó là các bồn hoa được xây ngay ngắn để trồng những tiểu cảnh hoa cỏ, tô điểm cho không gian ngoại thất thêm phần xinh đẹp, rực rỡ và tươi mát. Ngắm nhìn không gian ngoại thất của mẫu biệt thự tên cổ điển, ta còn cảm nhận được sự khỏe khoắn vững chãi theo thời gian. Cửa chính và hệ thống cửa sổ của toàn bộ công trình được sử dụng gỗ lim Nam Phi cao cấp thay vì dùng kính như nhiều công trình khác, giúp tôn lên vẻ sang trọng, đẳng cấp cho công trình của chúng ta. Thiết kế cửa từ mái phụ không chỉ có tác dụng trang trí, làm cho hệ thống mái đẹp hơn, sang trọng hơn, mà còn giúp cho không gian nội thất của chúng ta thoáng, hấp thu được nhiều ánh sáng tự nhiên. Khi tham khảo dịch vụ thiết kế và thi công chọn gói, thì có rất nhiều khách hàng đang phân vân rằng liệu khi xây dựng chọn gói thì vật liệu có đúng chủng loại hay không. Hiện tại, Mark Home đã có quy trình ký kết vật liệu mẫu trước khi xây dựng và cam kết vật liệu đúng chủng loại chính hãng 100%, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất. Sau khi nhận được yêu cầu của gia đình nhà anh Tuấn, các kỹ sư của Mark Home lại nhanh chóng về khảo sát thực tế bằng máy vela cam hiện đại, kèm với các thiết bị kiểm tra địa chất tiên tiến đảm bảo độ chính xác tuyệt đối, sau đó đưa ra phương án thiết kế cho gia đình nhà anh Tuấn như sau. Trước khi bước vào không gian đầu tiên là phòng khách, chúng ta sẽ đi qua một bậc thềm vào sảnh chính, có diện tích vô cùng rộng là 31,5m2. Về thẩm mỹ thì tiền sảnh đóng vai trò rất quan trọng, giúp góp phần nâng cao giá trị, cảnh quan của toàn bộ căn nhà đó. Đó là bộ mặt khi khách đến thăm nhà, cũng là nơi để căn nhà cảm nhận được sự thoải mái khi bước chân về. Tương tự thì ban công trước mặt nhà cũng góp phần quan trọng như vậy. Trong phong thủy thì sảnh nhà còn được gọi là huyền quan, một bộ phận quan trọng của ngôi nhà. Huyền quan là khu vực đệm của phòng khách, có thể coi như là tiền phòng, là nơi khách nghỉ chân trước khi bước vào phòng chính, tiếp mạch dẫn khí từ môi trường bên ngoài vào trong căn nhà. Chính vì vậy thì một huyền quan tốt với phong thủy sẽ khiến cho luồng khí cát vào trong nhà nhiều hơn. Điều này sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho gia chủ về mặt sức khỏe và tài lộc. Không gian đầu tiên khi bước vào nhà chính là phòng khách kết hợp phòng thờ rộng 43,5m2. Với diện tích lớn như thế này thì cần sắp xếp và bố trí nội thất sao cho tạo được sự bề thế và sang trọng, thể hiện được địa vị của gia chủ. Tầm nhìn đầu tiên của đa số mọi người khi bước vào phòng khách đó chính là bộ bàn ghế. Lựa chọn một bộ sofa hiện đại hay là cổ điển sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phong cách thiết kế nội thất của phòng khách.
Kệ tivi cũng là đồ nội thất không thể thiếu trong phòng khách hiện nay. Có rất nhiều mẫu kệ tivi đơn giản nhưng cũng không kém phần thanh lịch khi được bố trí hợp lý trong phòng khách. Nhờ những món đồ này mà phòng khách nhà bạn sẽ thêm phần sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Thờ cúng ông bà tổ tiên cũng là một trong những phong tục lâu đời, trở thành nét đẹp riêng biệt trong văn hóa của người Việt Nam. Để giúp gia chủ thể hiện được sự thành kính với ông bà tổ tiên, thì các kỹ sư của chúng tôi đã lựa chọn không gian uy nghi và trang nghiêm nhất và hợp phong thủy với gia chủ để thiết kế khu vực thờ tự này. Tiếp theo sẽ là bếp ăn với diện tích là 28,9m². Thiết kế bếp đẹp và hiện đại, thuận tiện cho việc nấu nướng được rất nhiều gia chủ quan tâm. Thiết kế bếp hình chữ L là kiểu thiết kế phổ biến hiện nay. Thiết kế theo góc vuông mở ra hai cạnh, tận dụng triệt để các góc trong nhà, tạo cảm giác thông thoáng, không gian trống từ hai phía, giúp vị trí bếp nấu ăn được rút ngắn, tiết kiệm được không gian. Bốn phòng ngủ của công trình này, ngoại trừ phòng ngủ của khách rộng 12m² là phòng ngủ thường, còn lại những phòng ngủ khác đều là phòng ngủ khép kín. Cụ thể thì phòng ngủ của anh chị rộng 18m², có nhà vệ sinh rộng 4,2m², phòng ngủ của ông bà 16m², nhà vệ sinh 3,4m² và phòng ngủ của hai con gái là 12m², nhà vệ sinh rộng 3m². Tất cả các phòng ngủ này thì đều được trang bị đầy đủ tiện nghi và bố trí nội thất hợp lý phù hợp với nhu cầu sử dụng của cả gia đình. Mỗi phòng thì đều có cửa sổ để hấp thụ được ánh sáng cũng như là gió tự nhiên nhiều nhất, tạo không gian thoáng mát, dễ chịu để lùi bệnh tật. Nhà vệ sinh chung của công trình này được đặt phía cuối công trình và được thiết kế cửa sổ để khơi thông nguồn khí lành từ bên ngoài vào, cũng như là để xua bớt những uế khí bên trong. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy chúng ta đã vừa cùng nhau khám phá chi tiết công trình của gia đình nhà anh Tuấn ở Bắc Cạn. Nếu như quý vị yêu thích mẫu nhà như trên hoặc đang có ý tưởng cho riêng mình về một mẫu nhà với đầy đủ công năng sử dụng và phù hợp với tài chính, thì hãy liên hệ ngay Mark Home qua 3 cách sau đây. Cách thứ nhất, gọi điện đến số điện thoại hotline 0964458888. Cách thứ hai, truy cập vào trang web markhomevn.vn. Cách thứ ba, để lại bình luận dưới video này, các đội ngũ kiến trúc sư của chúng tôi sẽ liên hệ đến quý vị trong thời gian sớm nhất. Và nếu quý vị vẫn còn đang lăn tăn do dự về vấn đề tài chính thì đừng lo, Mark Home chúng tôi đã có gói hỗ trợ tài chính lên đến 75% tổng giá trị công trình. Quý vị chỉ cần trả trước 25% là đã sở hữu một căn nhà với thiết kế cho riêng mình mà không cần phải huy động số vốn quá lớn trong một thời gian ngắn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.